Hello, chị em nhà mình sáng ra mình có việc mình phải đi ra ngoài nè. Việc đầu tiên là mình phải kiểm tra cho mọi người dưỡng xong là mình có thể là chắc chắn là không được quên chống nắng này, và thêm nữa là mình sẽ nhận một tí phấn lên nếu mà muốn da mình được sáng trắng đẹp và nó có một cái lớp nền makeup ở trên da nhẹ nhàng tự nhiên và không có bị đổ dầu. Hiện nay đầu tiên ha là em sẽ dùng cái kem sinh này, kem sinh của nhà Ohui nha, một lớp tinh chất rồi tới kem sinh nha. Rồi em sẽ dùng chống nắng Lycos nè, bởi vì cái chống nắng Lycos này nó tạo cái lớp nền rất là ok nên là em rất là thích. Sau đây em sẽ dùng cái phấn phụ của Ohui nè mọi người, cái hộp phấn rất là đẹp này. Này, hộp phấn phụ như thế này ha. Cái này là nó bạn nào mà da dầu quá mà mình muốn có cái lớp makeup đẹp trên da mình nè, mà mình đặc biệt là da dầu mồ hôi và bị kêu bằng là gì ta, da của mình nó không được sáng mịn đó, thì mình dùng cái lớp makeup mà cái lớp phấn này là rất là đẹp trên da ha. Dạ, sau đó là mình sẽ uống collagen, vitamin E và viên uống chống nắng nè, vừa chống nắng nè, vừa trắng da, vừa trị nám tại nhan đầu mồi và giúp chống lão hóa da nữa. Nói chung là combo ba em này rất là ok luôn, cho nên là tục sáng trước khi mình đi đâu đi nữa thì cái việc mà mình chuẩn bị cho cái làn da của mình cũng như là mình cho cơ thể mình chuẩn bị cho cơ thể mình những cái vitamin á, để giúp cho da mình luôn sáng đẹp ha, luôn khỏe đẹp. Dùng lúc trước rồi mới làm này nha. Đây, mọi người cùng uống với em nhé.